những mẩu chuyện vui của tuyển Việt Nam ở sân bay Dubai và Tân Sơn Nhất. Trước khi lên máy bay, các thành viên đội tuyển Việt Nam được tự do đi mua sắm trong sân bay quốc tế Dubai. Sau 13 ngày sinh hoạt trong bubble, bong bóng, cả đội mới có được thời gian thoải mái như thế. Nhiều cuộc trò chuyện thú vị giữa các tuyển thủ đã xuất hiện ở cả sân bay quốc tế Dubai và Tân Sơn Nhất và đã được phóng viên ghi chép lại. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng TCM News điểm qua một số mẩu chuyện thú vị. Mẩu chuyện thứ nhất, Quang Hải trêu Công Phượng vì khoe nhiều tiền. Nhóm Quang Hải, Đức Trinh, Công Phượng, Lý Công Hoàng Anh ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản của UAE trong sân bay Dubai. Khi tìm thấy món đồ cần mua, Quang Hải, Đức Trinh liền gọi Công Phượng tư vấn vì phân vân không biết giá này có đắt và nên mua nhiều hay không. Công Phượng vừa đi tới chỗ đàn em, vừa trêu, mua hết đi, mình là người có tiền mà. Lương mày ở câu lạc bộ 4-50 triệu một tháng, mua đi không cần nghĩ. Thiếu tiền thì để anh mua cho, Phượng nói tiếp. Quang Hải ngay lập tức đáp lại, Trinh, mang xe đẩy vào đây để mua hết. Cả nhóm sau đó được trận cười vui, còn Công Phượng thì lặng lẽ tiến ra chỗ khác. Mẩu chuyện thứ hai, Đức Trinh muốn ở lại Dubai. Khi hầu hết các thành viên đội tuyển Việt Nam đã di chuyển vào máy bay, Đức Trinh vẫn ngồi ở ngoài sảnh chờ. Khi hỏi anh sao chưa lên, tiền đạo sinh năm 1997 lập tức nói đùa. Các anh lên hết đi, em ở lại thôi, không về nữa. Thật ra là Đức Trinh chỉ đang ngồi chờ hai người bạn thân là Quang Hải và Văn Hậu. Cả ba đều là thành viên tuyển Việt Nam lên máy bay cuối cùng. Một số tuyển thủ Việt Nam cũng than phiền vì sân bay quốc tế Dubai quá rộng nên cả đội phải đi bộ hơn 1 cây số từ vị trí soi chiếu đồ đạc của hải quan đến cửa máy bay. Mẩu chuyện thứ ba, Công Phượng làm phiên dịch cho đồng đội mua sắm. Với vốn tiếng Anh tốt, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường thường được đồng đội nhờ cậy khi thanh toán hay hỏi thông tin đồ đạc cần mua mỗi lần ra nước ngoài thi đấu. Ở sân bay Dubai, Công Phượng giúp đồng đội gỡ rối khi thanh toán tiền. Cầu thủ này bị trả lại tờ 20 USD nhưng không biết là nguyên nhân tại sao. Sau khi nghe nhân viên bán hàng giải thích, Công Phượng cho biết máy quét tiền không xác định được tờ 20 USD này là thật hay giả nên nhắn đồng đội thanh toán bằng một tờ tiền khác. Mẩu chuyện thứ tư, Tiến Linh liên tục gặp rắc rối. Từ sân bay Dubai đến Tân Sơn Nhất, Nguyễn Tiến Linh có vẻ là cái tên gặp nhiều rắc rối nhất. Đầu tiên, Nguyễn Tiến Linh không quen sử dụng cửa soát vé và hộ chiếu tự động trước khi vào khu vực soi chiếu đồ. Anh liên tục bị từ chối cho qua vì không đặt đúng vé và hộ chiếu vào máy quét. Sau gần 10 phút loay hoay, Tiến Linh cũng đã qua được cửa sau khi nhận được sự giúp đỡ. Đến khi vào khu vực soi chiếu đồ, Tiến Linh bị giữ lại vì trái bóng lưu niệm. Nhân viên hải quan yêu cầu tiền đạo Việt Nam phải xì hết hơi trong trái bóng thì mới được đem đi. Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Tiến Linh thuộc nhóm cầu thủ đầu tiên được làm thủ tục. Tuy nhiên, anh bị mời ra ngoài vì nhập sai thông tin trong tờ khai y tế điện tử. Thay vì điền điểm đến là sân bay Tân Sơn Nhất, Tiến Linh lại điền nhầm sang một cảng biển. Sự chính xác của Tiến Linh dường như đã để lại trên sân cỏ ở Dubai sau khi ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp. Trước những mẩu chuyện đầy thú vị của đội tuyển Việt Nam trước và sau khi về nước, bạn có suy nghĩ gì? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!